Silo làm ra với mục đích giải trí, không mang tính tiêu cực, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và đây chỉ là game nên các bạn đừng bắt chước theo nha. Rồi xin cảm ơn. Oh my god, các bạn có biết đây là gì không? Đúng vậy, đây là hình nền mở đầu game của một con map ở trong Mini World. Ok, ở đây là Ashley Revenge thì ở đây có nút play nè, Void Night Event rồi map chỉ nên chơi một người. Ok, tất nhiên là tôi chỉ chơi một người, tại vì có nhiều người mà chơi. Hello, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Nhưng đầu quay những cái sắp mà dù quay vào chơi, các bạn đâu quay trở lại với channel của Shadow Vision là tôi, Shadow. Ok, mọi người, em đã chấp nhận đến với một điểm mới trên kênh Shadow Vision về Mini World. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một con map giải mã được lấy cảm hứng từ tựa game The Mimic ở bên Roblox. Và cái map này có UID là 123670552. Nếu như bạn nào thấy map này hay map này vui, đừng quên bấm like share này lên thì bị Mini tải về để ủng hộ cho ban này nha. Ok mọi người à, thì vừa vào thì thấy cái map này khá là ưng. Chapter 1 xây mô hình khá là ok mọi người ha. Ở bên này là chapter 2 là coming soon. À chưa có chapter 2 à. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có cái event chapter này mọi người. Và để chạy thì chúng ta sẽ bấm nút lên bên đây nha. Nhưng mà cái nút lên bên đây thì tôi thấy hơi bất tiện một tí. Vì nhưng mà tôi chơi máy tính thì tôi phải hiện cái chuột lên là tôi bấm này mới chạy được mọi người ạ. Hơi khó khăn cho tôi xíu nha. Hy vọng là bạn chúng có thể sửa cái này ha. Bên đây chúng ta sẽ có là Cap Cap Maze. Ồ, cái mê cung của Cap Cap Event nha. Đây, bên đây là map event nha. X-Ray Event. Ok, mấy cái map này tôi sẽ chơi những cái video sau nha mọi người. Ôi chứ, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là sẽ đi khám phá cái chapter 1 của cái con map này. Để coi là trong cái chapter 1 này nó sẽ có cái gì nha. Và trước khi bắt đầu, nếu như bạn nào đã đi ngang qua, bấm đá tất cả mặt vào video này, đừng quên đây là một cái like, xem video này. Nhưng mà comment cho kênh YouTube của Shadow Vision, bởi vì video đó miễn phí và nó chỉ nhận được với bạn. Nhưng nó là cái động lực lớn lớn để tôi làm những video hay hơn cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì let's go. Charlie, đã lâu lắm rồi tôi chưa sang nhà chị tôi. Ok, vậy là bây giờ là mình sẽ... Ui, cái map này có làm 3D rồi mọi người. Ui, phải chữ cái xe hả? Rất là sáng tạo nha mọi người. Ôi, giờ cái xe rất là sáng tạo nha. Ôi, nhưng mà nói chung là đây là ngoài cảnh thôi, nên là mình cũng không có... Thật bây giờ tôi mới để ý mấy cây này cũng là 3D mọi người à. Ok, nói chung là cũng chịu mà cũng ok đó mọi người. Ôi, nhưng mà sao lại có một cái cục... Sao lại có cục đứng tiếp này ta? Charlie, nơi này vẫn như xưa, nó vẫn u ám. Mục tiêu vào nhà của Ashley. À, thế là bây giờ là mình phải tìm đường đi vào nhà của Ashley à. Rồi, vậy là bây giờ là chúng ta phải... đó, chìa khóa nè. Ok, bây giờ là mình đã có được mua vật phẩm chìa khóa thì mình bấm vô cái cửa này đúng không? Yes sir. Wow, tuyệt vời. Map này làm hay quá mọi người à. Ok, cái bầu trời nó trong kinh ấy à. Rồi bây giờ tôi mới để ý cái bầu trời mọi người. Ôi, cái bầu trời trong kinh á. Hôm nay dán bầu trời ở bên ngoài ảnh vào hay là trời mặt bình của game đây trong kinh vậy hả? Trời ơi. Ok. Thôi, nói chung là trong đây chúng ta sẽ có cỏ, bàn ghế đã gãy. Úi trời chị ơi. Trời ơi, chị tôi ơi. Chị ở có nhà mà sao chị để ghế đổ ngủ ngang cho cửa vậy? Rồi cây cỏ bọc tùm không ai tỉa luôn ba. Để tôi vô nhà thôi coi. Hello. Tìm cần gạt để mở nơi bí mật. Oh my god, đây nhà chị tôi sao giống như kiểu như nhà mấy điệp viên 007 rồi mọi người. Giờ phải có cửa bí mật rồi mới vô được nữa hả? Mà nhà chị làm như là chị mình thiếu thời gian lắm hay sao mà chị mình để đồng hồ nhiễu vậy? Ashley ơi, where are you? Bộ chị đi vắng rồi hả? Ok, đó là lời nói của tôi ở trong game ha. What? Gì vậy? Ê, hình như có con ma nó hù tôi đúng mọi người. Ok, tôi vừa mới bị ma hù nha mọi người. Ok, rồi. Ở đây chúng ta có một cái gần gạt nè. Woo! Đây rồi, cửa nó bật ra. Ủa cái này có phải... Ủa mấy cái mê cung rồi đi. Ủa tôi tưởng mê cung luôn á ba, tôi tưởng mê cung luôn á. Đi xuyên qua được nha mọi người. Ok, hồi nãy là bên đây là có con ma nè mọi người. Có con ma nè, nhưng mà tôi không sợ. Ui, cái nhà chị tôi ngủ ngang là ngủ ngang vậy. Chị tôi ơi. Chị tôi đó hả? Chị tôi đó hả? Trời ơi, sao tôi thì trên răng dưới dép, còn chị tôi thì trên cũng răng dưới cũng dép, mà răng chị tôi nó biết cắn nha mọi người. Ghê hả? Bây giờ đi qua đây không? Nói như chị tôi chuối này mọi người. Tôi chuối này được không? Tôi xuống này không được nha, tôi xuống đây không được nha. Ok, mình sẽ đi qua bên đây. Ê, sao thấy bắt đầu nhà chị tôi sao giống như cái gì vậy đó mọi người. Cái này không phải là nhà của con người ở mọi người ơi. Cái này hình như không phải nhà. Cái gì vậy? Bà đây có đường đi không? Không có luôn. Cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên vừa bước tới là mở cửa ra vậy? Không nghĩ gì chị. Thu thập tuốt và click vào em à. Chị ơi. Và rồi anh sẽ vui hơn bây giờ. Ê, giờ chị tôi đứng đó sao tôi đi mọi người? Chào chị. Chị chạy nhanh không chị? Chỗ này. Ua. Má chị tôi là một con rắn nha mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ tìm đuốc phải không? Ok, mình có rất nhiều đuốc ở đây. Woo! Woo! Woo!
ơi, bây giờ phải click vào cái đuốc, phải đào cái đuốc đó ra mọi người ơi. Ok, hên quá, chị tôi bị cái là chị tôi không minh lắm mọi người. Chị tôi di chuyển cũng không được tốt lắm á. Gì đây, cách để lấy đuốc là đào khối. Lấy đuốc là đào khối, đâu có được đâu. Đây rồi, mình có một cây đuốc, giờ mình sẽ cắm cái đuốc ở đây phải không? Cắm cái đuốc ở đâu vậy? Sao tôi cầm cái đuốc mà tôi xung quanh người tôi không thấy, mà chỗ khác nó sáng vậy anh em? Chị ơi, thôi thấy bài rồi, chị tôi thấy tôi lại mọi người ơi, chị thấy tôi nữa rồi. Ok, chị không thấy em. Yo, you can see me. Ok, tôi đi qua ngoài đây là chị tôi sẽ không giết được nữa mọi người. Ok, tôi đi qua đây chị tôi không giết được nữa. Ở nhưng mà mấy chỗ này đường cục à. Ê, không vui nha, chỗ này đường cục không vui nha. Ờ, chỗ này đường cục không vui nha. Nhảy đi được không? Ok, bắt cua được. Ok rồi, xong. Bắt cua được là nghề tôi. À, máu này bắt cua được là xong mọi người ơi, vậy là leo tường được ha. À, không biết có chặn tường không ta, thôi nhưng mà máu giải mã mình chơi mình tha cho người ta nha mọi người. Chúng ta sẽ gọi là không chơi ra miếng núi trong map này ha, mình sẽ tha cho rồi đó các bạn chủ map này ha. Rồi ok, mình có vật phẩm là một cây đuốc. Ây da. Rồi bây giờ mình bấm vô đâu? Cầm cái đuốc này. À, hình như chỉ cần một cái đuốc thôi mọi người ơi. Cầm cái đuốc này click vô đây không? Thu thập đuốc và click vào Emma. Ủa Emma là chỗ quê nào? Ủa là Emma là chị tôi đây. Vậy là bây giờ là mình sẽ cầm cái đuốc này để mình tay chị mình phải không? Là mình cầm cái đuốc này là mình sẽ múa lửa trước mặt chị mình cho mình coi, cho chị mình coi mọi người ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cầm cái đuốc này mình tới nha. Chị ơi. Chị đâu rồi? Chị lại đây đi chị ơi. Em có cái món này cho chị chơi vui lắm chị ơi. Trời, chị bùng cháy trong đêm tối luôn chị ơi, chị sáng nhất đêm nay luôn. Chị có hồi nhỏ chứ có chơi trò đốt nhà không chị? Và tất nhiên là không rồi. Ủa chị tôi đâu rồi? Ủa? Where my sister? Ủa hay là xong rồi ta? Ủa đâu, cái bàn nhiệm vụ nó còn mà anh em. Chị ơi. Ok, chúng ta đã quay trở lại rồi mọi người ơi. Bây giờ thì tôi sẽ đúc kinh nghiệm. Hình như là mình sẽ thu thập mấy ngọn đuốc, rồi mình lít vào người của chị mình hay sao á mọi người ạ. À? Bây giờ tôi mới nhận ra là cái nước này nè mọi người, mình không lọt xuống nó được nha. Mình có thể đi xuyên qua là đó. Ờ, có lắp màn hình ở đây. Ờ, ok. Thế bây giờ mình sẽ lấy đuốc để mình lít vào người chị đúng không ta? Rồi, bây giờ mình sẽ thu thập đuốc nhé. Đầu tiên lấy đuốc bằng cách đào khói. Rồi, ok, vật phẩm cây đuốc. Lên rồi, chị ơi! Chị có phải chị em không? Có người chị phải không? Thế lít, ấy. Chị ơi. Ủa, lít vào người chị không được. Ủa không phải là thu thập đuốc rồi lít vào người chị hả? Ủa chứ bây giờ làm gì? Rồi ok, tôi thu thập đủ số đuốc rồi nha mọi người. Tôi thu thập đủ số đuốc rồi nha. Rồi bây giờ là lít vào đâu vậy? Cái mắt bằng này kêu lít vào đâu vậy? Lít vào chị đúng không? Phải lít vào chị không? Chị ơi. Ôi đúng rồi, lít vào chị mọi người ơi. Lít vào chị, đúng rồi, lít vào chị. Rồi ok, à hèn chi hồi nãy không làm được là đúng rồi mọi người. Hồi nãy là chị tàn hình, chị biến mất luôn mà. Chị ẩn thân chi thuật luôn mà mọi người. Trời ơi, chị thuật là chị dùng cái thuật gọi là hoán đổi mà mọi người. Chị đi mất tiêu luôn. Sao mà lít vô được? À, bây giờ mới lít vô được nè. Ồ, bên này là bắt đầu con mắt 3D rồi ha. Thu thập 6 con bum bum. Ok, bây giờ mình sẽ đi thu thập 6 con bum bum không? Đào nữa à. Ôi, mắt giải mã này cho có vẻ khá thú vị đó mọi người ạ. Mắt giải mã này cho có vẻ khá thú vị đó. Và tôi cũng thấy có một cái con khá thú vị ở bên kia. Mà thấy có một con khá thú vị bên kia nha. Giờ mà tôi qua đó thì thấy tôi không chừng bắt nào đó mọi người. Giờ lên đây được không ta? Đây được. Ok, bắt cô được. Map này bắt cô được, chịu. Đây 6 con bấm bấm không? Là giờ mình được mấy con bấm bấm rồi ta? Hình như là được 2 con bấm bấm rồi. Giờ đâu thứ 3 nè, con thứ 3 bên đây nè. Thế mình chỉ có cái con gì nữa, đứng về nè thôi. Bây giờ vũ bên đây phải không? Ê, ní. Không dí mình hả? Ờ, nó không dí mình mà cũng thấy ghê quá ba. Nó không dí mình mà đứa nó cũng thấy ghê quá ba. Giờ mình nhảy từ từ qua đi. Mình kiếm đường khác mình qua đi. Cho nó nhanh mọi người ơi. Nhanh nó nói ghê quá. Ok. Rồi. Con này bắt buộc phải qua. Đừng cắn đâu nha. Đừng cắn nha. Làm người không ai cắn nha. À quên mất nó là ma mà. Ok. Xong. Ok. Rồi. Đập. À ok chưa. Bao nhiêu con bấm rồi. 5 con bấm. Rồi ok. Cái đây cũng 6 bấm nè. 6 bấm nè mọi người. 6 bấm nè. Giờ lại lấy 6 con bấm rồi làm gì nữa, thu thập 6 con bấm rồi làm gì nữa, đủ 6 con rồi nè. À, đủ 6 con, mở cửa. Rồi, cô ơi, mở cửa, thả chó. Đấy, mở cửa, thả chó, vô. Cái gì vậy? Ê, như nãy có người mới trên đây nhìn tôi mọi người. Mà cái map này, nói chung là cái map này nó hù, nó không có sợ lắm mọi người ạ.
Cái map này hù cũng không có sợ lắm, chứ map này chơi giải mã cũng dễ ha. Chắc là map bằng này bạn làm cho BE ra ra làm cũng hơi đơn giản tí á. Hello. Gì đây? Gạt cần gạt. Ô chị ai? Ô chị Ashley đấy hả? Chị Ashley mặt chị vì sao vậy? À! Ôi. Ôi, chị Ashley. Thế thôi hả? Cái map nó chỉ thế thôi hả? Cái gì quá vậy chị Ashley? Ok, có vẻ như là đó là chapter 1 thôi mọi người ơi. Chúng ta cần phải up chapter 2 nữa. Và thông qua chapter 1 thì chúng ta biết được rằng là cái con mụ xanh lá này nè là tốn mấy ai hết. Nhưng mà cái con nhân vật màu đỏ này, mà áo đỏ này, chắc chắn là chị Ashley của tôi. Bởi vì con nhân vật này đã xuất hiện ở cuối cái hành trình của chúng ta, ở cuối chapter 1. Rồi, map 2 ấy. Tôi hy vọng là nó sẽ ra chapter 2 sớm ha. Ủa, chapter 2 nhìn xây đồ các thứ có vẻ đầu tư nha. Rồi ok, thì ban đầu tôi định là tôi sẽ chơi hai cái map event này ở video sau. Nhưng mà thôi, cái map này nó gắn quá mọi người ạ. Rồi bây giờ, giờ ánh sáng đồ đẹp thế. Đây là map gì đây? À, map này như là công trình đang thi công nè mọi người. Bên đây chúng ta sẽ có X-Ride event. Và có khắp nát Maya. Ok, mê cung khắp nát. Vô mê cung này được không? Không được hả? Con này X-Ride, X-Ride cũng vô chưa được luôn hả? Ủa là hai map này chưa vô được mọi người ạ. Ồ, hai map này chưa vô được. Còn cái này là gì đây? Ồ, oh, đang là event nè mọi người ơi. Hai cái event này chưa vô được nha mọi người. Hai event này chưa vô được nha. Ơi nhưng mà sao cái chapter 1 nó ngắn quá vậy ta? Sao bạn này làm cái chapter 1 hơi ngắn lắm. Mọi người cảm thấy giống tôi không? Cái chapter 1 nó hơi ngắn nha. Map này rất là hay nhưng mà nó hơi ngắn mọi người ạ. Ừ, tôi cảm nhận là cái map nó hơi ngắn ấy. Ồ. Rất là ngắn luôn nha. Và trong cái lần chơi lại thì tôi chợt nhận ra là cái cây ở đây nè hồi nãy là bị lỗi mọi người. Và ôi. Ôi hình như bây giờ là bầu trời nó tối hơn hay sao mọi người? Hình như là tôi vừa mới chọn cái chế độ gọi là gì ta, nightmare hay gì á. Bây giờ nó ngắn là gì? Nơi này vẫn như xưa, nó rất âm u. Ủa, hồi nãy đâu có cái lời thoại này đâu ta. Ủa, lại tôi không để ý nè. Tiếp gì đây? Tiếp cần chìa khóa. Tôi thông minh quá mọi người. Giờ không cần tiếp, không cần đồng tiếp mà tôi vô rồi. Ê, để cái màu này chơi nó ghê hơn nha mọi người. Để cái màu này chơi nó ghê hơn nha. Ui, má, để cái màu này chơi nó ghê hơn nha. Đồ, ê. Được rồi nha, tôi thấy để cái màu này chơi nó ghê hơn ấy. Ôi dồi ôi, để cái màu này chơi kiểu con đường nó âm u mình mù vãi nồi luôn mọi người. Rồi, ui dồi, anh em nhìn cái màu sắc của map này. Đấy, chị, à, không phải chị Ashley, chị này chị gì á, chị này chị kẹ. Chị này là bà kẹ. Ui dồi, mắt tôi thui luôn rồi. Không thấy quần què gì hết. Đây, xuống dưới đây là bắt đầu gặp chị Emma. À, chị này chị Emma mọi người ạ. Chị này có chị Ashley, chị là chị Emma mọi người nhá. Đây, đào đuốc đây. Ở bên đây mình sẽ lấy hết tất cả mấy cái đuốc này rồi mình lít vào chị Emma, là chị Emma sẽ gọi là tặng cho chúng ta kẹo nha mọi người. Cho kẹo hay bị gọi là quất nè. À, đuốc hồi nãy hình như là mấy cây đuốc là tôi quên rồi. Thôi cứ đi họp hết đi. Rồi tôi thập đủ đuốc rồi, lít vào chị kẹ. Rồi đó, chị kẹ đi rồi mình lít vào cái bóng bay này là cửa mở. Đấy, nói chung là đơn giản vậy thôi mọi người ơi, nó đơn giản vậy thôi. Nó rất là đơn giản nha, nhưng mà chơi có vẻ như ôi trong. Ê, bật cái chế độ này tôi nhìn qua cái phần mềm quay tôi thấy rất là tối nha mọi người. Hình như là mọi người đang coi video mọi người đâu thấy cái gì đâu đúng không? Mọi người đang coi phần mềm quay không thấy cái gì hết trơn á. Tôi thù rồi anh em ơi. Ok, thu thập 6 con bum bum. Rồi bên đây mình nhớ vị trí, bây giờ mình sẽ đi hoặc 6 bum bum thôi. Rồi ok, cửa lại mở. Ok, rồi bây giờ mình vô mình sẽ nhìn lên trên nha. Đó. Ôi, chị nào nhìn tôi trên mọi người ơi, chị đẹp nào nhìn tôi trên á. Ok, hồi nãy là qua đây nó kêu mình gạt cần gạt. Nhưng mà hồi nãy mình thấy cái cục nó lòi ra, tôi nghĩ chứ đâu phải cần gạt đâu, để mình thử đi, mình khám phá bên đây vòng vòng xíu nữa thôi. Gạt cần gạt. Ok, chị Ashley. Chị Ashley mặt chị bị sao vậy? Này cái cần gạt cái hả ta? Đây nè, các bạn nãy nhìn mình nè. Các bạn nãy nhìn mình đi nè. Chị Ashley là chị nằm bên kia kìa. Giờ gạt cần gạt. Bên đây có một cái cần gạt à mọi người ạ. Bên đây có một cái cần gạt thôi, mình gạt cái này. Vậy là chapter 1 tới đây là hết là thiệt mọi người. Vậy là chapter 1 tới đây là hết là thiệt. Trời ơi, từ tối nào đó tôi đi sai nữa chứ mà. Hình như là chapter 1 tới đây hết là thiệt rồi. Ok, hết rồi, vậy là chúng ta đã hết chapter 1 của cái con map này. Là map gì đây? Ashley Revenge. Ok, map này là map Ashley Revenge nha mọi người ơi. Đây, Ashley Revenge. Với mà số ID là 123670552. Nếu mà nào thấy map này mà vui đừng quên bấm cho mình lên thì mình đi đến mọi người nha. Ok, bây giờ thì các bạn đã xem video 3. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Bye bye. Thank you.